xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, gái vĩnh hậu a hòa bình bạc liêu hỏi thăm gia đình bà láng sinh năm 1951 ai cũng biết thậm chí có thể kể van vách về hoàn cảnh cũng như các thành viên trong nhà. Bởi cách đây vài năm gia đình bà đã nổi tiếng dần dần trên các kênh truyền thông cũng như mạng xã hội bởi sở hữu chiều cao siêu khủng. Ngay sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về gia đình đặc biệt này. Thím Tư Hữu, một người quen của gia đình bà láng cho hay. Gia đình bà Láng thuộc diện độc lạ nhất miền Tây bởi có hơn nửa thành viên sở hữu chiều cao khủng. Bản thân bà ấy cao đến 2m1 nhưng vẫn thấp so với anh em ruột thịt. Sau đó bà Láng cưới ông Sụa, người kém bà ấy đến 40cm. Cả hai sinh được 8 người con, trong đó có bốn đứa cao lều khều như mẹ. Cuộc sống của chúng khốn khổ lắm. Nơi ở của gia đình bà Láng là căn nhà rộng vỏn vẹn 25m2 chẳng có thứ gì đáng giá ngoài vài chiếc giường cũ kỹ được đóng từ gỗ cây. Thím tư hữu vội vàng giải thích, giờ nhà bà ấy khấm khá hơn, có nhà vững chãi để ở, chứ trước đây chỗ này là căn nhà lá lụp sụp lắm. Anh Lê Văn Lem, sinh năm 1983, con trai thứ năm của vợ chồng bà Láng, có chiều cao khủng hơn 2 mét cho biết. Tôi nghe mẹ kể rằng tổ tiên bên ngoại vượt biển đến đây định cư. Họ có vóc dáng to lớn hơn hẳn người bản địa Đến đời ngoại tôi thì to cao vượt trội khi ông cao hơn 2 mét, nặng 100 kg. Hồi đó ông ấy được người dân gọi là người bự nhất Bạc Liêu. Ngoại nổi tiếng đến độ công tử Trần Trinh Huy cho người gọi ông cùng đi tham dự cuộc đấu xảo trên Sài Gòn. Lần đó có phần thi ai là người cao to nhất, song ông không đoạt giải vì lúc đo lưng gù không thẳng lên được, bị thua có 1 cm. Cha bà láng sinh được 8 người con, đều có chiều cao vượt trội. Và khi chiến tranh xảy ra, họ tản đi khắp nơi lánh nạn. Đến giờ bà vẫn không biết máu mủ của mình còn sống hay đã chết. Tôi chỉ biết cậu khén sống cùng huyện. Cậu có cuộc sống cơ cực, không sung sướng. Hồi trẻ cậu cường tráng lắm, nhưng về già nằm một chỗ vì tai nạn trong lúc vác thùng phuy chứa 300 lít dầu đưa lên vai. Lúc cậu bỏ xuống đã bị chấn thương cột sống, dẫn đến bị liệt. Người đàn ông miền Tây trầm buồn. Còn bà láng, thời con gái, vì thân hình ngoại cỡ, nên chuyện tình duyên lận đận Đám thanh niên trong xã không ai chấm bà vì tự ti khi đứng cạnh. Sau đó cha mẹ bà ưng gả bà cho chàng trai nghèo tên Sụa. Vợ chồng bà Láng sinh được 8 người con, 4 gái, 4 trai. Trong đó 4 người mang gen của ông Sụa, 4 người còn lại cao lớn hệt bà Láng. Anh Lem, một trong những người con chia sẻ, ánh lên vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt. Tôi và ba chị em không chỉ to cao giống mẹ mà chuyện tình duyên lận đận vô cùng. Tôi từng yêu một người con gái ở Vĩnh Hưng và được gia đình họ hứa gả nếu chịu làm công trong vòng 3 năm. Suốt thời gian đó tôi làm quần quật như một con trâu, nhưng đến khi mang lễ vật đến cầu hôn thì họ lật lọng. Tôi đau buồn bỏ về quê theo the tàu, làm thuê biển biển ngoài biển. Hồi đó tôi nghĩ bản thân không quay trở về nữa. May mắn tôi đã gặp được người chấp nhận vóc dáng quá khổ và đồng ý cưới tôi làm chồng. Vậy là tôi đã có gia đình, không còn nghĩ đến quá khứ buồn đau kia nữa. Dường như anh Lem may mắn hơn ba người khổng lồ còn lại trong gia đình. Anh kể em gái út tên bé Thu, xưa cao tổng ngồng 2m2, cứ thấy người lạ là trốn vì ngại ngùng. Sau này cô nàng lấy chồng bên Trung Quốc và biệt tin đến bây giờ. Còn chị gái Ánh Hồng lấy chồng ở ấp bên, được chồng yêu thương và cảm thông. Xong chị luôn mặc cảm vì chiều cao 1m96 nên sống khép mình, không giao du với bất kỳ ai. Anh Lem tâm sự, anh trai tôi có số phận bi ai nhất. Anh cao trên 2m, thân hình lực lưỡng như một gốc đại thụ do đó gánh hát hay lợi dụng thân hình khác người của anh ấy để thu hút sự chú ý của khán giả. Anh ấy đi diễn, có ai chê bai vóc dáng là tự ti, muốn quyên sinh. Nhiều lần anh ấy đã làm vậy, người dân đã phát hiện và cứu sống kịp thời. Anh là người khiến cha mẹ tôi lo lắng suốt bao năm qua. Nhắc đến chuyện ai là trụ cột trong nhà, anh Lem cười cho biết hiện vợ chồng anh lo toan đủ thứ, từ dỗ chạp cho đến bữa ăn hàng ngày. Hiện cả hai đi làm thuê cho chủ ghe với mức thu nhập đủ ăn. Anh Lem nói, cha mẹ tôi nghèo nên tám anh chị em chúng tôi có một tuổi thơ nheo nhóc, liên tục đói vì thiếu cái ăn và chẳng được học hành tử tế. Ở nhà tôi chỉ có chị Ánh Hồng được đi học đến lớp 3. Xưa mẹ tôi thương các con đói ăn, bán máu lấy tiền mua gạo. Tuần nào mẹ cũng bán máu nên về già sức khỏe suy yếu hẳn. Giờ tôi chỉ mong anh chị em của mình không phải chịu cảnh nghèo đói như trước nữa cũng mong các cháu phát triển bình thường, đừng cao quá. Chị Oánh Vũ, một người từng ngỡ ngàng khi biết chiều cao của chị Ánh Hồng cho biết. Phụ nữ trong mắt nam giới vốn là người mong manh, yếu đuối và nhỏ bé, nhưng ở đời có những người phụ nữ cao hơn mái nhà, nặng cả trăm kg. Họ thực tế dù rất tự tin với ngoại hình nhưng vẫn có cuộc sống rất đỗi bình thường, có một gia đình làm điểm tựa vững chắc để vượt mọi rào cản về tâm lý của bản thân. Mình biết chị Ánh Hồng từng mặc cảm về bản thân, nhưng tin chắc rằng chị ấy cũng có cuộc sống giống như bao người cao kiều khác. Mình tin ông xã chính là người vực dậy tinh thần, giúp chị cởi mở hơn với người xung quanh. Chị Ánh Hồng đã có sự thay đổi rõ rệt kể từ sau khi gia đình xuất hiện trên mạng xã hội. Chị đã dạn dĩ, dám xuất hiện trước người lạ để chia sẻ về bản thân cũng như cuộc sống của gia đình mình. Khi được hỏi chiều cao của chị bao nhiêu, người phụ nữ cho biết đã từ rất lâu chị chưa đo nhưng có thể tự đoán mình cao hơn 2 mét. Sau đó chị tiếp tục công việc đan lưới đánh cá để chuẩn bị cho vụ đi đánh bắt, thả câu sắp tới của ông xã. Nhắc đến chuyện bản thân cao bất thường từ khi nào, người phụ nữ gần 50 tuổi cho biết mẹ chị từng kể rằng chị chào đời có gương mặt và chân tay dài bất thường. Lúc này người ta phán cha mẹ chị phải cho con đi mới tốt cho cả nhà. Thấy vậy, họ đành dứt ruột đem chị cho một người quen, phần lớn vì cuộc sống khốn khó, sợ không nuôi nổi. Học hết lớp 3, chị Ánh Hồng tìm về cha mẹ ruột rồi lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả nhà. Đến tuổi cập kê, chị lấy người đàn ông thấp hơn mình 40cm. Cả hai giống như đôi đũa lệch, song cuộc sống vẫn ấm êm vô cùng. Hồi đầu vợ ít khi đi cùng tôi lắm vì sợ người ta chê cười. Cô ấy cũng chẳng đi ra đường nhiều, chỉ loanh quanh trong vườn hoặc ven biển để mưu sinh. Cô ấy từng tâm sự với tôi rằng ngại tiếp xúc với mọi người, mặc cảm về thân hình khổng lồ chẳng giống ai tôi đã phải động viên rất nhiều nhớ đó cô ấy đã cởi mở và lạc quan hơn với cuộc sống chồng của chị Ánh Hồng tâm sự người đàn ông miền tây chân chất thật thà cho biết dạo gần đây chị Ánh Hồng đã tự tin khi đi ra ngoài cùng anh khi đó người ta lại cười bàn ra tán vào về chiều cao khập khiễng của anh chị người ta nói gì thì kệ thôi tôi chẳng bận tâm tôi yêu thương cô ấy nên cưới làm vợ cớ sao phải làm vợ mình đau lòng chứ Tôi thấy bản thân lấy được vợ cao là hạnh phúc vô cùng. Ban đầu vợ rất chăn trở chuyện các con sinh ra mang gen của cô ấy. Tôi nói rằng thời đại này, người cao mới là mốt, không phải lo nghĩ. Hiện chúng tôi có bốn đứa con, một gái, ba trai đều mang gen của tôi nên cô ấy mừng rỡ lắm. Người đàn ông thành thật. Cũng theo người đàn ông, anh lấy được vợ cao, được hưởng rất nhiều sự sung sướng. Ví dụ những việc trong nhà liên quan đến độ cao anh không phải đụng tới bởi tất cả đều có chị Ánh Hồng đảm trách. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.